Rồi, chị tên gì? Chị tên Phượng. Hàng ngày chị bán vé số à? Ôi, không. Chị hát tặng cái câu gì? Giờ mày để coi chị thuộc bài gì ta? Câu vòng cổ 1, 2 nha. 1, 2, em dạ. Thích vòng cổ phải không? Dạ. Thôi về ca điệu buồn phương Nam đi. Dạ. Điệu buồn phương Nam đó là bài vòng cổ nhịp 2 nha. Em ca nãy em... Rồi, chị hát đi em nghe. Chị năm nay nhiêu rồi chị, tuổi chị? 55 rồi. Rồi, ok. Wow. U55. U55. Chị Hường ha. Chị Phượng. Phượng, dạ. Như rất yêu văn nghệ. Dạ. Rồi, chị hát đi. Chị nhớ là bản Nhớ người yêu đi. Nhớ người yêu là Tăng Nhàn. Cũng có cổ em. Dạ, rồi cô Hường hát đi em. Rồi, còn cái này. Cái đó của ai? Vàng uống được nằm. Thơ thức trọn đêm nhớ người yêu. Giọt lệ buồn nhớ từng buổi chiều hai đứa mình hò hẹn đêm bước cuối đầu mười ngón tay đắng vậy đâu còn nhớ buổi chiều nào cơn mưa qua rồi hai đứa cùng nhau phố nhỏ lên đèn anh ghen hờn về mưa vì gió lạ ơi mơn mang tà áo hết câu 1 đi. Dạ câu 2. Em nhớ thương anh nhiều hơn thế nữa nhớ buổi đầu tiên hai đứa hẹn hò nhớ nụ cười vui nhớ giọt lẽ buồn chả thụ còi má. Quá hay luôn.